lên á, ở đây lên á thì đây nó là cửa trạng thái này xuống, cái xung 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 ra nó xung ra ở sau ấy, lúc 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 sau ấy, tức là cái con trigger thứ đây, đây là xung vào, đây là xung của con trigger thứ nhất, đây là con xung của trigger thứ hai này. Đây là A, đây là chính là cái vào. B đó chính là xung xung ra ở trạng thái không đảo, quy là nó ở trạng thái không đảo. Còn cái quy ngược là trạng thái đảo. Xung ra của con trigger không đảo cái thứ nhất. Cái thứ thầy chị bao này thì nối cái con C với con thứ hai này. Ơ thầy ơi, em tắt mất cái osilo vâng, chụp phải đây. Sao chạy không lên được? Mấy ngày đơ đấy. Không ai đơ đâu, Làm sao đấy? anh dùng phần mềm đấy. Làm gì đấy? Quay. Vâng. Đâu anh bảo cái nào anh làm đi.